ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với ông Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Đại úy Hoàng Văn Yên, 38 tuổi, quê huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 25 tháng 6, tổ công tác của Công an xã Khánh Thành thu giữ một xe máy của chị Nhờ ở xã Khánh Thành do vi phạm luật giao thông. Đến chiều ngày 9 tháng 7, Hồ Minh Đạt, 20 tuổi, ở xã Khánh Trung, huyện Diên Khánh, bạn trai của Nhờ, lén đến xã Khánh Thành trộm xe máy vi phạm mang về nhà cất giấu. Phát hiện vụ việc, Đại úy Hoàng Văn Yên chỉ huy tổ công tác phối hợp với Công an xã Khánh Trung đến nhà Đạt, truy thu xe máy nêu trên. Trên đường, về đến đoạn gần trạm y tế xã Khánh Thành, Hồ Minh Đạt chạy xe máy đi theo phía sau, dùng dao tấn công, làm Đại úy Yên tử vong. Sau một ngày truy xét, lực lượng công an đã bắt được Hồ Minh Đạt khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà chị gái ở xã Khánh Trung. Theo công an, Đạt là người câm điếc,